Chào các bạn, hôm nay sẽ được giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là máy vặt vặt vỏ khoai. Có máy gọi là lột vỏ khoai, bóc vỏ khoai, máy chà vỏ vỏ khoai. Thì nó làm với tác dụng là làm đánh bay lớp vỏ khoai đi và sạch vỏ khoai. Các bạn không phải cần phải rửa nữa. Mất thời gian và tốn nhiều công sức. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu máy. Thì mỗi lần vô đây thì khoảng được từ 5 đến 10 cân. Nó đó là loại nhỏ, còn đây là loại lớn là từ 10 đến 15 cân. Thì với chức năng của nó là bỏ khoai vào. Thì đây là có một cái vòi xả nước. Thì ở đây là một cái đầu gắn nước, gắn trực tiếp vào nước vào đây. Và bên đây là vòi xả nước. Thì khi các bạn bật máy lên thì đồng thời vòi xả sẽ xả nước vào để đánh bay lớp vỏ khoai đi. Nên thì sau đây mình sẽ được chạy thử cho các bạn hiểu về cái nguyên lý của máy ha. Đây, bên đây là một độ nhám. Đây, mình sẽ bật. Chắc các bạn cũng không thấy nghe đâu. Không nghe được, không nhìn rõ được. Hơi tối ha. Đỉnh nghiêng là các bạn thì thấy ha. Cái đây bên trong đây là cái lớp nhám, thì con đây con quay. Đấy, có thể quay. Thì đấy, quay với tốc độ 1400 vòng trên 1 phút thì đánh bay cái lớp vỏ khoai đi. Thì ngoài ra thì máy lột vỏ khoai này có thể lột được vỏ xấu, hoặc là lột được vỏ nghệ, là vỏ gừng, tất cả các loại vỏ của củ quả, củ vỏ quả, nó sẽ đánh bay được hết và sạch, nó cũng có thể là rửa xuất sạch đấy. Ngoài ra thì bên mình có loại nhỏ từ 5 đến 10 cân, còn đây là loại lớn là từ 10 đến 15 cân. Đấy. Ngoài ra có rất nhiều loại máy chế biến thực phẩm, như là máy thái rau củ quả này, máy băm rau củ quả này, băm hành hẹ này, thái lát băm này, hạt lựu này, máy vặt lông gà lông vịt này, nồi tủ nấu cháo, nấu tủ nấu hấp giò chả này, tủ nấu cơm này, máy nồi cháo bánh cuốn này, máy ép mía này, máy trộn này bột này, máy trộn nhả bột này, máy đun thịt này, máy chế biến thịt này, máy thái thịt này, máy băm thịt, máy xay thịt này, máy tách vỏ ngô này, nồi nấu phở này, nồi cháo bánh cuốn.